Nay thời tiết đẹp nhỉ, nắng lên thì ấm. À, có 9 độ rồi đấy. 9 độ à? Chắc tối qua nó bị vừa trúng ác anh nhỉ. Trên này còn xuống nữa. 9 độ. Tối qua phải nó phải tầm 4 5 độ gì đấy. Tối qua là còn chưa gió đâu đấy. Lá chuối. Chê lá chuối nhưng không ăn thua. Rồi. Tại này chê lá chuối. À, nồi niêu xong chảo được vứt lung tung rồi, còn nước đâu mà. Qua đem nước lên cũng dùng hết rồi. Rồi, bây giờ là chờ Tư mới tài đi kiểm tra bẫy xem có được con gì không về mình làm bữa sáng ăn để ăn. Còn đâu là nếu mà ổn ổn thì trưa về. Nếu mà không ổn thì chắc là đầu giờ chiều về. Buổi sáng nay thì cũng đi đánh bẫy nhưng mà cũng chả được cái con gì. Thế bây giờ anh em về ở đây rồi. Thế bây giờ hạ trại để về đấy. À, thu trại để về. Thu trại về thôi. Hành quân về 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 bản thôi. Tối qua với sáng nay móm hết nhỉ. Hạ trại. Con này đi trách về thôi chứ. Làm gì? Mấy ông kia đi chăn trâu nó bắt mẹ đi này xong. Thôi trách về. Trên này chả nước nôi gì đâu mà thịt. Tư cho xuống nhỉ? Ăn sáng này mỗi người một bát rồi chả bày lên mâm nữa đâu. Ăn này đơn giản thế là xong là về thôi. Thầy ăn sáng chưa? Nồi cháo này trông thế mà ngon lắm nhé, chất lượng hết đấy. Mình thì chén xong rồi, anh em muốn ăn mấy anh em nó ăn sau. Sáng nay thì chả có bát đũa gì đâu mà trẻ hai cái thanh chê ra để làm cái thìa làm muôi để múc thôi. Tài hình như đang chế cái thìa sao. Cái này ăn tiếp đi còn gì nữa. Ăn bị giải lao cho đỡ mệt. Sáng nay thì nắng vỡ đầu luôn đấy. Kinh nhỉ. Nồi cháo này thật. Không ai tưởng tượng nổi. Cháo nhìn nó đều đều nữa nhưng mà ngon rồi các bạn. Mình làm hai bát rồi đấy. Ở nhà đổ cái
Ninh mấy tiếng hồ. Ninh dừ cái này, Ninh dừ rồi. Từ tối qua đến giờ. Đấy, bây giờ vẫn vứt trên cái đống than này nó ấm mà, nó còn nóng mà. Đây là con nào à? Vô hành chuột kìa đó. Biết. Láng anh điều này láng em. Láng liên hòa. Vào ăn sáng đi. Nập nập chung thì chung chết. Chú này đi. Chú đi đánh chim à? Làm gì đấy? Cháu đi thì chơi mà. Nick cầm chạy. Lên lâu chưa? Cháu ngủ từ hôm qua. Nó cắm từ hôm qua. Tối qua ngủ lạnh quá. Thấy thấy trâu không? Bác từ hôm qua. Hôm qua chỉ thấy một hai con bò ở đây, không chả chảy con trâu nào. Làm trại đấy à? Vâng ạ. Cô chú đi tìm tìm trâu à? Châu. Ui, thả lâu chưa mà qua lâu rồi nó thế không bắt về ạ? Có... để nó ngủ trên này. Hôm qua các bác có gặp con trâu nào không? Không mới bò không thấy mới bò đây. Mấy con bò nó ăn trên này. À. Hôm qua ngủ đây lạnh chứ? Cũng phải làm chứ. Chăn màn đầy đủ. Ấm mà. Đã xác định lên đây là lạnh là đúng rồi. Sáng đi. Sáng đi còn gì nữa. Vẫn có người ngáy to lắm, không biết có lạnh không. Ấm đi. Không, ngủ ngon mà. Không được con nào. Đá lên đáo đâu mà. Nó bay. Đá lên đáo đâu. Chứ ăn thò mũi lâu lại. Tí nữa thì chọc cái thìa vào mặt thằng Nam. Còn cái côi. Bốc chọc trò đó. Mày với anh còn nấu làm ăn. Không cho nhìn lên. Chó lên nó lại làm mất phần. Nhìn nó đều đều nhưng mà ngon ấy, dừ lắm. Làm đúng theo kiểu cái phễu ấy nhỉ. Đổ vào luôn à. Kiểu như cái ống đong ấy. Mình hay tọng ấy nước cho trâu ấy. Ừ. Cái chóc à? Chóc. Nước này chất lượng. Hay à. Tưởng nói điêu chứ, được phết. Điêu gì? Ngọt, ngon nhá. Dừ đúng không? Dừ. Ngon, ngọt. Được, ngon. Này còn ít thịt đấy, ít xương đấy. Đấy đi rừng ăn uống nó kham khổ nhỉ. Ăn uống thế này thôi mọi người. Sáng nay có bầy biện lên lá lên mâm đâu mà. Thế bây giờ thì anh em thu đồ thì chuẩn bị đây. Nhổ neo. Đây là móm. Lá mấy tiếng. Ôi. Ông dưới kia chơi cơm lam này. Đây rồi. Xong lấy mẻ lên đấy không là. Giao lưu. Giao lưu. Thấy ba ống. Bỏ ngắn này xong chủ cấm lên. Thì đi qua giả. Giả này. Được không? Ngọt. Quá ngon. Ngọt.
Anh là hai cái này. Anh là hai cái đấy một chắp lại cho nó rộng. Một lên bằng cá tần là như vậy. Dọ. Nên là đang quen mặt rùa với hồ lên của nó. Thế ông ấy thích ở mình nhỉ? Ừ. Đào đâu được 10 mét nhỉ? Một tối á. Đấy là gọi là làm đường nhé. Đào đi. Thôi, xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bác một dịp khác anh em tôi đi lại làm đi cắm trại ở một địa điểm khác nó sẽ đẹp hơn chỗ này. Hoặc là suối cái gì đấy. Bây giờ xin hẹn gặp lại các bác nhé. Như đấy. Bị lốp. Quá này. Mike, my man.